Vâng, xin mến chào toàn thể các bác nhá và tiếp tục trong video clip ngày hôm nay em mình, mình tiếp tục báo thông báo hàng về cũng là review toàn thể các bác anh em một mẫu súp cái này nó là quốc dân tại sao nó từ quốc dân thì báo cáo ấy thì đây là mẫu súp sản phẩm trang chính hãng nhập khẩu của Pero thì đối dòng này thì em bán rất là nhiều phụ các anh em rồi thì các bác mua trên thị trường các dòng súp thông thường thôi những dòng súp à, giống hay giáp hay là hàng, hàng Trung Quốc thôi thì giá nó rơi khoảng độ gần 3 triệu rồi là hơn 2 triệu và có cũng có thể là hơn 3 triệu thì hôm nay em mình giới thiệu đến các bác một dòng súp nhập khẩu chính hãng mà chất lượng rất là ok trong tầm tiền giá chỉ có hơn 3 triệu đồng một tí các bác sử dụng cho mình quả súp điện bắt 30 bác nhá bắt 30 Đấy. của Perodo thì đối phiên bản là Perodo bắt 30 này SD12 này thì em với minh cũng bán cũng có trải nghiệm bán phục vụ các anh 4 năm nay rồi một dòng súp có thể tuyệt vời phù hợp chơi ở những không gian từ 15 20 25 và tối đa 30 mét vuông các bác nhá. Thì thiết kế nhỏ gọn và cái chất âm cho nó ra rất là trong trẻo thì em có rất nhiều bài clip test rồi. Quan trọng hôm nay một clip thông báo hàng về, review thông báo giá trên kênh cũng như là thông báo các bác biết để số lượng về hàng. Anh em có nhu cầu thì liên hệ em để em với ship code cũng như là chương trình đổi các chưa có cũng mua những quả súp cũ mà chất lượng nó không cao thì liên hệ đơn vị em. Và bây giờ chúng ơi, nhắc, nhắc cho anh quả súp ra đây. Đây dùng súp mới tinh nha bác nhá, mới tinh nhập khẩu ạ. Đấy. Máy tinh đập hộp này nguyên đa nhìn kẹ cổ bé lô này cho CQ đàng hoàng quá nhá là súp này thì hôm nay được. em bị lại có cả phiên bản màu đỏ phiên bản màu đen có cả phiên bản màu đỏ nữa phiên bản màu đen nữa nhá nhưng hiện tại cái bản cái bản màu màu đỏ ấy, em vẫn còn thì hôm nay về nhập thẳng luôn là hai quả màu đen Đấy. thì với súp số lượng bên em rất nhiều và là, là súp điện thì bên em bà cũng tự hào là bà đơn bán rất nhiều các mẫu màu đen súp thị trường như dòng súp này lec này Gutin này DB này PS này Đấy Rất nhiều mô đen cho bác lựa chọn các bác nhé Mà tất cả những sản phẩm hàng xúc điện bên em đang bán thị trường như là những sản phẩm xúc nhập khẩu chính hãng ngạc, chính ngạch Sơ sư đàng hoàng Thì đối với bản màu đen này thiết kế mặt ngoài ấy Là mặt ngoài này Là mặt dám dám uh, bác nhé Mặt ngoài nó là mặt uh, giả giả gỗ nhé Giả gỗ này Gỗ này là gỗ, gỗ dám kiểu gỗ, gỗ dám rất là đẹp luôn rất là đẹp luôn các nhé Kế rất là đẹp luôn, chất chân thật càng chưa càng lỉ thôi nhá không biết quay bẩn ngoài hôm nay trời ngoài mưa các bạn trời ngoài mưa em quay nó đủ độ sáng không Đấy. mà trước em nói đây mà trước em nói thì các bác mua những mẫu súp trước đây hay mẫu súp thông thường ấy thì cái ca cái cái, 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 phần vít này điểm g nó này mà thì thường bằng nhựa thì đối với bản của ps nó rất là cao cấp nó bằng inox luôn nhá thì inox để cho nó đỡ bị gãy chân mà nó rất chắc chắn luôn các bạn bốn cái điểm tán inox rất là đẹp luôn rất đẹp luôn nhé. Đấy. mặt đằng trước nó sử dụng bát nó bát nó sử dụng sợi sợi carbon, cái sợi carbon này tại sao em muốn nhấn mạnh vào điểm sợi bon, cái sợi bon ấy tính bát nó ra là rất là sâu, rất là sâu. và cái thứ hai là gân nhé gân của nó là gân cao su, gân cao su thì nó tác dụng của nó là gì ạ? thứ nhất là không bị lo bị mục, cái thứ hai ý, là đánh nó bền, đánh bền không bị mục này, cái thứ hai là tiếng mềm, vì gân cao su nó rất là dẻo, rất là dẻo, rất là dẻo luôn. thiết kế rất là đẹp để mắt mà Giá trên 3 triệu đồng bác sử dụng cho mình quả súp cực kỳ cao cấp và chất lượng Thì báo cáo với thì uh, các bác cố lên một tí Những quả súp nhập khẩu ấy thì thứ nhất linh kiện nó xịn hơn là thứ nhất nguồn nó nguồn đồng Các bác đánh là không bị ụt hơi, đánh nó không bị vỡ tiếng nhá Những dòng súp uh, súp chất chất chút ấy thì đánh nó không bị vỡ tiếng Còn tất nhiên ở phân khúc nó, nó loại rẻ nó cũng có ở phân khúc tầm khoảng độ uh, hơn 2 triệu có những quả súp giáp hay súp gióng khoảng triệu 6, triệu 8 em thấy anh em bán những quả súp đó nhưng khi các bác vặn to lên ý là tiếng nó lại vỡ vỡ tiếng nhưng dòng súp của hãng thì nó không bị như vậy không bị tình trạng vậy vì thứ nhất là nguồn sử dụng nguồn đồng đánh không bị hơi nó không bị mủn nguồn mủn nguồn đúng nhá những quả mà các bác đánh nguồn nhôm đánh một thời gian rồi nó mủn hết nguồn còn dòng súp là ngày đánh, đánh em bảo hành cho anh em hai năm luôn tết ga luôn vì dòng này trải nghiệm rất là lâu rồi và quay cho anh phần sau ấy <laughs> thiết kế rất là gọn luôn dũng tiền thành lấy thành thước đấy thước gì đo kích thước nhấc lên nhấc lên một xước đi, cái, 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 cái đi, theo kèm bộ này là ở trong một chân đấy chúng bỏ anh nhỉ, bộ chân này có nhá có bốn cái chân rất là cao này vì biết thì thiết kế của dòng xúc điện bát ba mươi thì một trăm phần trăm nó là thùng gỗ là thùng gỗ ván ép bác nhá à thùng thùng gỗ và thùng gỗ, và thùng gỗ một cười vô ván ép thì chính vì gỗ ván ép vậy thì nó, nó, ở thời tiết đa số mình làm thì không sao nhưng mình bắc ấy, nó hay bị lồm ẩm ấy thì bắt kê chân lên nó bị mốc chân này thì các trên nó có bộ chân để cho kê chân này Đấy, tôi mốc gầm đó nhá Tại vì là thời tiết lồm như hiện tại em đứng đây là đầu năm là một thời tiết lồm này thì cái mặt ngoài này mặt thoáng này nó không sao nhưng nếu mà để, mình để sát này cái khi mình nhấc lên cái điểm dưới sẽ bị mốc thì có chân đây nó sẽ tạo ra độ thoáng của cái chờ của cái gầm đó nhá đấy, và đánh đánh nó không có độ rung vì là có chân ấy đánh nó giữ chắc hơn nhiều so với được không có chân nếu có chân này thì đánh đánh ở bên lớp dưới nó có lớp mà cao su rất là chắc thì nó tạo ra độ độ rung cho bộ xúc đấy đánh rất là chắc tiếng luôn và sau ấy thì bác để thấy đây là một công tắc đảo pha nhá công tắc đảo pha này đúng volume ở đây là volume âm lượng nhá volume âm lượng này và cái lpf này ấy, lpf này thì có là cái cắt tần số thì cắt tần số này có lý nhá cắt tần số này để các bác cắt ngưỡng ấy là các bác cắt thường cắt cho em từ khoảng 90 ngay đây nó từ 50 đến 150 hàng là 90 nó sẽ khoảng 9 rưỡi 10 giờ đấy 9 30, 10 giờ khoảng 10 giờ hoặc hơn 10 giờ tí tùy theo tùy theo không gian các bác căn chỉnh cho em cái ngưỡng cắt này nó không quá Còn mỗi khi bác cho nhiều này thì nó sẽ bị lọt lời ra Còn tất nhiên có những bộ dàn bắt buộc cũng có thể lọt lời một tí Nhưng trường hợp là là cái giải lời trên full ấy nó thấp Thì mình có thể cho lọt lời một ít dưới xúc cũng được Nó tùy theo không gian bộ dàn của các bác Để mình căn chỉnh làm sao cho hợp lý Và đây công tác đảo xa này Thì đầu vào đây xúc in nữa nhá Xúc in này Đây đừng like đấy các anh các bác cần cầm cắm nhầm nhé đây cần in này và nó có hai đường vào một đường vào cá lông có này và đường hoa sen có các bác này thấy chưa và đây phần uh, kẹp này input cũng có này Điều đa số thì các bác cả cắm hoa sen em các mua súp thì em tặng hiếu minh tặng cho bác một cái dây cá lông ra hoa sen ấy dài tận 3 mét rồi 3 mét thoải mái rồi đang nguồn nó vào nhá sản phẩm sd 12 hai phiên bản màu đen siri vợ nhá thì mà hiện tại có hai phiên bản màu có màu đỏ và màu đen bác lấy màu nào cũng được hiện tại hiếu minh đang sẵn hai phiên bản màu còn hôm nay về 20 quả này là vẫn bản màu đen đúng không nhá một Một clip thông báo trên kênh về số lượng hàng về cũng như thông báo trên kênh một quả súp có thể là cực kỳ chất lượng và hợp lý bác chơi. Giá tốt nhất thị trường, giá như em báo rồi, trên 3 triệu đồng. Quả súp có cho mình quả súp chính hãng, nhập khẩu chính hãng chính ngạch. Chơi ở những không gian từ uh, 15, 20, 25, 30 m. À quên mất này em còn đo lỗ kích thước đã. Thầy đo anh kích thước vào đây. Rồi. Về sâu nhá. 40. Cái sau các nhìn này, 40 rất là gọn luôn, phù hợp cho bác khơi không gian nhỏ ấy, hợp lý lắm, nó đẹp. Xếp nó cũng gọn ghẽ nó đẹp, nó không vườm ra. 40. Ngang 40. Nhỉ? Sao nhìn trông ngang mà sâu bằng sâu à? Ừ. Cao 40. Càu 40. cái này khối hình vuông luôn các bác Khối hình vuông nhá, 40 40 40. Ok. Đấy. Và anh em có nhu cầu thì nên em vào ủng hộ Hiếu Mi Đô nhá. Thì hiện tại bên mình đang triển khai quay một số kênh là kênh trên kênh tiktok hay là fanpage hay là gì đó các bác có thể ủng hộ em bằng cách chia sẻ và follow ấy, ủng hộ em và xin chân ái chào tạm biệt cả bác nhá